Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm qua đã là ngày khô nhất và nắng nhiều ở Bắc Bộ. Sang tới ngày hôm nay, thời tiết vẫn là trạng thái ít mưa và tạnh ráo. Tuy nhiên, do khối không khí lạnh đã bắt đầu bước vào quá trình suy yếu và lệch dần ra phía đông, nên trường gió đông bắc sẽ dần chuyển tới đông và đông đông nam và đưa thêm hơi ẩm nhiều hơn vào khu vực Bắc Bộ. Chính vì vậy mà các tỉnh thành đồng bằng ven biển từ đêm ngày hôm nay sẽ chuyển nhiều mây hơn, kèm theo sương mù nhẹ rải rác và mưa nhỏ cũng có khả năng xuất hiện ở một vài nơi. Ở khu vực Tây Bắc sáng sớm và đêm hôm nay cũng xảy ra tình trạng nhiều mây kèm theo sương mù, nhưng là do tác động của hội tụ đới gió Tây Nam ở mực cao, nhân tố khiến thời tiết không bật nắng lên được. Do vậy, nhiệt độ hôm nay ở Bắc Bộ cũng dao động không nhiều, từ 18 đến 21 độ thấp nhất ngày và 25 đến 27 độ là nhiệt độ cao nhất trong ngày. Ở miền Trung, ngoại trừ Thanh Hóa và Nghệ An, trong ngày hôm nay tiếp tục khô ráo ban ngày, trời chỉ nhiều mây vào sáng sớm, đi kèm với đó là sương mù nhẹ rải rác. Còn lại từ Quảng Bình trở vào cho tới khu vực phía Nam thì vẫn duy trì mưa, nhưng vùng trung tâm mưa nhiều sẽ có xu hướng dịch chuyển dần xuống phía dưới và tập trung từ khu vực từ Huế tới Đà Nẵng trở vào tới Phú Yên và tận Khánh Hòa, với định lượng dự báo sẽ dao động từ 30 đến 60mm trong ngày. Và các tỉnh thành lân cận cũng sẽ tiếp tục duy trì mưa rào với lượng từ 10 cho tới 20mm. Ở phía Bắc, nền nhiệt độ từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh dao động từ 20 cho tới 22 độ là thấp nhất và cao nhất là 26 đến 28 độ. Trong khi đó, từ Đà Nẵng trở vào thì mức nhiệt độ dao động trong khoảng 24 đến 29 độ. Nam Bộ, thời tiết chuyển biến rõ rệt do quá trình nâng trục và hoạt động của giải thấp xích đạo. Toàn Nam Bộ sẽ tăng mưa trên diện rải rác tới nhiều nơi, trong đó thì ở miền Tây, khu vực phía Nam của Long An duy trì mưa nhiều nơi. Trong đó, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu và khu vực Kiên Giang cũng như là Vũng Tàu có khả năng chuyển cấp mưa vừa, có nơi mưa to kèm theo dông lốc xoáy và gió giật mạnh. Cả khu vực miền Đông của Nam Bộ vào thời điểm chiều tối, đêm thì cũng sẽ xuất hiện mưa dông mạnh. Ở phía Bắc, khu vực Tây Nguyên, thời tiết đôi chút chuyển biến, nền nhiệt độ sẽ giảm nhẹ, mưa rào rải rác sẽ xuất hiện chính ở vùng Trung và phía Nam Tây Nguyên. Nhìn chung là mưa không nhiều như ở Nam Bộ, nhưng cũng sẽ chấm dứt thời tiết hoàn toàn khô ráo như những ngày trước đó. Do vậy, độ ẩm không khí cũng phần nào được cải thiện. Cụ thể, ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Trong ngày hôm nay, nắng vẫn xuất hiện trên khu vực Hà Nội nhưng ở mức độ muộn hơn vào buổi sáng và tắt nắng sớm hơn vào buổi chiều so với ngày hôm qua. Mức độ hanh khô của ngày hôm nay cũng được cải thiện và sáng sớm nay nhiệt độ thấp nhất ở nội thành vào khoảng 18 độ. Trong khi đó, vùng núi Sơn Tây Ba Vì nhiệt độ còn thiên về ngưỡng 17 độ, trời rét nhẹ nên khi lưu thông ngoài đường, quý vị nên trang bị áo kín cổ, tránh để lạnh có thể làm viêm họng. Trưa chiều ngày hôm nay vẫn sẽ có nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên 26 đến 28 độ. Thời tiết tại Hải Phòng không khác biệt nhiều so với thủ đô. Tuy nhiên thì do nằm gần hơn về phía biển nên độ ẩm trong không khí sẽ cao hơn và số giờ nắng ít hơn so với thủ đô Hà Nội. Trong hôm nay, Hải Phòng vẫn sẽ khô ráo, nắng ấm với mức nhiệt từ 19 cho tới 26 độ. Dự báo trong vòng 2 đến 3 ngày tới, mặc dù chưa có nhiều, nhưng trời cũng sẽ chuyển nhiều mây hơn, kèm theo đó là mưa nhỏ có thể lẫn lộn với sương mù vào sáng sớm trong khoảng ngày mùng 5, ngày mùng 6. Do vậy, bà con cần tranh thủ hong phơi đồ trước khi độ ẩm tăng trở lại. Đà Nẵng đang nằm trong vùng trung tâm mưa lớn, bên cạnh là Huế và Quảng Nam, Quảng Ngãi đều đã ghi nhận những điểm mưa vừa tới mưa to. Dự báo trong hôm nay, thời tiết tại Đà Nẵng vào ban ngày trời vẫn nhiều mây, có lúc có mưa rào. Càng về chiều tối và đêm thì mưa rào càng tăng cường độ và có điểm mưa vừa tới mưa to. Chính vì vậy mà giao thông và du lịch ở nơi đây sẽ không thuận lợi. Ngoài ra, được cảnh báo mưa rào và dông với cường độ khá mạnh vẫn còn tồn tại và có thể kéo dài thêm 2 tới 3 ngày nữa. Nhiệt độ trong ngày tại thành phố dao động từ 24 cho tới 28 độ, độ ẩm đạt trên 90%. Ngày hôm nay, mưa dông cũng tăng hơn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, nhưng thời gian mưa thường tập trung vào các điểm chiều tối, đêm và sáng. Ban ngày là tình trạng nhiều mây nhưng cũng có lúc giảm mây hửng nắng nhẹ, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động trong khoảng 31 đến 32 độ. Thời điểm xảy ra mưa nhiều cũng gần như trùng với thời điểm tan tầm, vì thế quý vị nên lưu ý điều khiển phương tiện cẩn trọng, quan sát kỹ tầm nhìn để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Mặc dù sáng nay Cần Thơ và vùng miền Tây vẫn có thời điểm nắng ráo, nhưng về chiều tối và đêm thì sẽ có mưa rào và dông rải rác. Mưa rào và dông có khả năng xuất hiện trên diện rộng từ đêm nay. Chính vì vậy, bà con nên tránh di chuyển vào thời điểm buổi tối và đêm. Ngoài ra, cần tranh thủ những lúc tạnh ráo vào ban ngày để thu hoạch quả chín và hoa màu tới vụ. Đề phòng mưa còn kéo dài vài ngày sau có thể làm dập nát và hư hỏng.
Nhiệt độ trong ngày tại thành phố từ 24 cho tới 32 độ, độ ẩm từ 77 đến 92%. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.